cách đây 30 năm, cha cố Jacobe Nguyễn Đức Thịnh, ngài là cha cố, là cha xứ thành lập phòng khám, giúp được những con người nghèo ở trong vùng sâu vùng xa này. Ngài đi học lương y và sau đó cùng với các anh chị em khác, ngài đã thành lập một cái nhóm lương y đầu tiên và đã gây dựng nên một cái cơ sở đầu tiên. Đến lúc ngài cảm thấy rằng ngài mệt và ngài ốm, ngài trao phòng khám này cho các cha Camilo tiếp tục quản lý và điều hành. Và trong 7 năm vừa qua, với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cho nên phòng khám ngày càng được chỉnh chu hơn, được phát triển hơn. Xin nhận những anh chị em mà sau khi tai nạn, sau tai biến, sau khi đột quỵ, họ đã điều trị tại bệnh viện và sau đó đến cái giai đoạn phục hồi, họ không biết được phục hồi tại đâu. Những năm qua, những năm gần đây thì với sự giúp đỡ của bác sĩ Loan, phòng khám đã mở thêm một cái khoa là thần kinh cột sống cơ xương khớp để có thể giúp cho những bệnh nhân, nhất là những người lao động nặng nhọc, họ có thể được điều trị những bệnh như là thoái hóa cột sống, đau cột sống, đau thần kinh, đau lưng, đau cổ. Thì tiến trình điều trị cho bệnh nhân để mà cho bệnh nhân có được kết quả điều trị khả quan và nhanh chóng nhất, thì ngoài việc có sự đóng góp của thầy thuốc, có sự đóng góp của nhân viên hậu cần, nếu mà một người chăm sóc mà là người thân và hàng ngày chia sẻ cuộc sống với người bệnh đó, thì hỗ trợ cùng với các thầy thuốc ở đây, thì cái người bệnh có thể phát triển và có thể phục hồi rất nhanh. Người thân họ sẽ hiểu cái người bệnh của mình có thói quen như thế nào, và chính cái người thân đó sẽ sắp xếp những cái cảnh sinh hoạt giống như là ở nhà. Họ cảm thấy là họ được, không phải học cái này cái kia nhiều, không phải nhớ nhiều nữa, cho nên họ chỉ cần nhớ những điểm mà họ cần nhớ mà thôi. Lấy ví dụ như là họ mặc một cái áo màu đó ở nhà vào cái giờ đó, thì người nhà cũng mặc cái áo của cho cái người bệnh vào giờ đó, thì họ cảm thấy là nó rất thân. Họ không phải nhớ lại của cái áo này là áo nào, từ đâu đến, họ cần cái ca đưa cho họ cái hướng nào. Họ không phải nhớ học lại cái động tác là đưa ca theo hướng này, mà đưa theo hướng này. Rồi khi mà người bệnh mà cần cái gì đó, người kia họ đỡ dậy và họ biết rồi. Cho nên biết ý, tức là biết, tức là cái khối lượng mà họ cần nhớ trong não, họ không cần nhớ nhiều nữa, mà họ chỉ cần nhớ những cái mà họ cần phải nhớ, để rồi họ những cái điều nhớ đó có thể giúp cho họ phục hồi tốt hơn. Những người bệnh đến đây, họ được đón tiếp trong tinh thần là gia đình. Họ tin vào các thầy thuốc ở đây, đó là những người làm ở trong cơ sở tôn giáo, cho nên họ đặt trọn cái niềm tin của mình vào. Và chính cái đó nó xây dựng cái sự tín nhiệm của người bệnh dành cho các y bác sĩ, tín nhiệm của người bệnh dành cho các cha ở đây. Và khi mà có sự tín nhiệm như vậy thì họ sẽ được bình an, họ không lo lắng gì hết, họ sẽ chuyên tâm vào chữa bệnh mà thôi. Về một điểm nữa, đó là ngoài việc có cái niềm tin ra thì họ còn có cái thời gian để họ thực hành về tôn giáo. Họ có cái cảm thức về tôn giáo, đó là họ có cái giờ cầu nguyện. Họ còn có những cái sáng kiến để mà cầu nguyện cho người khác. Và cũng có nhiều người là họ sẽ xin lễ là cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân ở đây. Trong một cái tinh thần đó thì tất cả mọi người đều hướng đến một cái ý tốt, đó là hướng thượng. Ở đây sẽ có những cái bàn thờ tượng ảnh dành cho những người công giáo. Và cũng có một cái chỗ, cái nhà nguyện dành riêng cho những anh em Phật giáo Hòa Hảo. Họ muốn thắp nhang vào ban sáng hay là ban chiều, họ có thể lên trên chỗ đó để họ cầu nguyện riêng.
năm 2019, số lượng tổng số bệnh nhân đến đây là 6.800 người. Và năm 2020, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, số lượng bệnh nhân đến không nhiều, nhưng mà chúng ta cũng đón tiếp được là khoảng 6.700 lượt người bệnh nhân. Bệnh nhân đến điều trị thì tổng số khỏi bệnh của bệnh nhân thì đạt khoảng 80%. Số lượng bệnh nhân mà bị nặng hoặc là thuyên giảm chút ít, nhưng mà cũng có chút thuyên giảm là khoảng 15%. Còn số bệnh nhân mà không thuyên giảm và phải chuyển lên tuyến trên thì khoảng 2-3%. Và đó cũng là một con số khích lệ cho mỗi người chúng ta, đó là chúng ta có thể giúp đỡ được bệnh nhân trên 80% được khỏi bệnh. Về cơ sở vật chất thì phòng khám luôn luôn ý thức rằng cái việc phục vụ bệnh nhân thì cần phải cơ sở vật chất tốt và cơ sở vật chất cố định. Ngoài ra còn có cần máy móc nữa. Cơ sở vật chất thì thứ nhất là khu khám bệnh hiện đại và riêng tư. Khu điều trị bệnh thì là cái khu mà thực hiện thủ thuật, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Kế đến là cái khu lưu trú bệnh nhân dành cho những bệnh nhân ban đêm họ cần lưu trú lại. Thì số lượng giường khoảng 140 giường. Tiếp đến là khu hậu cần, tức là khu bếp ăn dành cho bệnh nhân và người thân nhân của bệnh nhân. Mỗi ngày ở đây cung cấp cho khoảng 500 suất ăn miễn phí dành cho người bệnh và người nuôi bệnh. Ngoài ra còn có cái cơ sở vật chất là về máy móc, trang thiết bị. Thì phòng khám đã trang bị máy X-quang, kỹ thuật số, máy đo loãng xương, DESA, hệ thống xét nghiệm gồm có sinh hóa và nước tiểu. Rồi còn có phòng nha, khám răng cho bệnh nhân. Rồi ngoài ra còn có máy ozone được nhập từ bên Ý về. Rồi hoặc là máy laser công suất cao cũng được nhập từ bên Ý về. Rồi các máy chủ đạo chính đó là máy sóng ngắn, máy từ trường, máy kích thích cơ liệt, máy laser quang, laser chiếu ngoài, máy laser nội tĩnh mạch, máy từ châm, máy điện châm, vân vân và vân vân. Đó chính là những cái phương tiện tốt để có thể giúp cho việc khám và điều trị bệnh nhân là được hiệu quả hơn. Ngồi vào nó sẽ giúp chỉnh lại cái phần cột sống thắt lưng, đừng có dán ngang, dán xéo xuống và dán dưới, lấy tay cầm vào ngay cái phần mang của con. Bác sĩ tận tình giúp đỡ cho tôi được hưởng một sự sống. Hôm mà tôi ở nhà tôi là chân tay không yếu chân, cái chân là kéo đi không có được. Tôi vô đây được 2 ngày thì thấy dỡ chân nên dỡ được mà cũng đi được, ngày nào cũng to trơn đó. Em cũng không ngờ là mẹ mục vội quá nhanh. Còn về chăm sóc ấy thì bác sĩ cũng như là y tá rất là tận tình, chỉ từng ly từng bước. Ai cũng tận tình, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng hết. Hôm vô đây là chỉ nói được 30% thôi. Mà hôm nay là được 90% rồi đó. Vâng. Lúc mà mới bị rung sợ, xong về sọng này, chân tay tôi không còn cử động nữa. Tôi sợ lắm. Vào đây thì người ta chúc nhiều, trị liệu các cơ thứ thì đỡ nhiều, dần dần đỡ. Được chui, được cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các bác sĩ. Cả nhà đều vui. Và thật may mắn cho chúng tôi, tổ chức ASIF Foundation đã hỗ trợ cho phòng khám có một phương tiện rất tốt, đó là phần mềm quản lý y khoa net. Thì đây là một phần mềm đặc thù và đặc biệt bởi vì nó được điều chỉnh lại, nó được viết lại theo cái nhu cầu của phòng khám, bởi vì phòng khám luôn luôn đặt bệnh nhân làm trung tâm và nhu cầu của người bệnh làm trung tâm. Vì thế bệnh nhân được chăm sóc một cách tối đa, bệnh nhân linh động, có nhiều cái phân hệ khác nhau.
Một cái phân hệ rất quan trọng nữa đó là phân hệ làm sao chia giờ cho bệnh nhân đi làm các thủ thuật. Bệnh nhân luôn luôn khi nhận được một cái phiếu là trong đó có ghi là giờ nào và làm thủ thuật nào tại phòng nào, để rồi bệnh nhân sắp xếp cái giờ của mình cho nó hợp lý, và để rồi người nhà cũng có thể căn vào cái giờ đó để có thể giúp cho bệnh nhân được nghỉ ngơi trước khi đi làm các thủ thuật. Người già thì được giãn cái thời gian điều trị ra, không có di chuyển nhiều. Người trẻ thì có thể là nhường cái khung giờ tốt cho người lớn tuổi, cho người bị bệnh nặng hơn. Và đó là một cái tính nhân đạo, một cái tính nhân văn của phần mềm này mang lại. Và cái kết quả được người lãnh nhận, người thụ hưởng đó chính là những người bệnh nhân.